mình mới vừa về cái loa Harman Kardon Omni 50 Plus. Thì hôm nay mình sẽ làm mở hộp trên tay cái loa Harman và test âm thanh của con này nha. Rồi, bây giờ mình sẽ mở hộp cái con này. Thì cái con này giá bán bên nước ngoài là 500 đô. Thì bên mình đang bán con này giảm giá còn 11 triệu là hàng mới nha. Thì thứ nhất là về cái loa này, con này là dòng rechargeable, có thể mang đi được, vừa có thể nghe trong nhà và nghe ở ngoài trời. Con này có chống nước. Đặc biệt của cái con này nó sử dụng wireless, là có Google Cast và cái Spotify. Thì cái nhiều người sử dụng cái Spotify này hơn nè. Rồi con này có Bluetooth luôn. Đó là hỗ trợ là gần như đầy đủ hết, không thiếu gì hết. Ngoài ra con này nó còn có được hỗ trợ thêm một cái app của hàng Harman Omni. Thì Harman Omni là cái dòng loa audio home. Thì hồi đời trước nó đã ra là cái con Omni 50 với lại ra con Omni 10, Omni 20, và đợt sau này á thì nó cải tiến là Omni 10 Plus, 20 Plus và 50 Plus. Thì cái con cái dòng 50 này thì như bạn thấy trên thùng này nó ghi rất là nhiều thông tin. Đầu tiên là con này nghe nhạc wireless nè, ở trong mọi phòng luôn hoặc là sân vườn. Con này chơi nhạc trên Spotify nè, Google Chromecast. Cái thời lượng nghe nhạc của con này thì rất là ít nha. Còn cái dòng Harman thì đó giờ công suất do nó là lớn. Con này nó tới 100W lận nha các bạn. Công suất nguồn nè, 25x4. Và con này thời lượng pin nghe đến 5 tiếng, nhưng mà ít chừng nếu 5 tiếng khoảng 2 đến 3 tiếng là ok. Còn nếu mà các bạn muốn trâu hơn nữa thì các bạn mua thêm cái cục sạc Rome Max á. Thì mình có để cái hình ở bên ở phía ngay đây nè. Cái hình của cái sạc Rome Max này bán 400 mấy trên Lazada á. Thì cục sạc đó sạc được cho cái loa này. Có chống nước và chống bụi bẩn luôn nha các bạn. Thì cái này mình nghĩ là chống nước không cao đâu, chắc AP5 à. Công nghệ nghe nhạc là HD Audio và sử dụng cái Harman Controller app của nó nè. Ngoài ra tiếp theo có Bluetooth hoặc là jack 3.5. Vậy thôi. Rồi, thì bây giờ mình sẽ mở hộp cái loa này ra nhé. Ở bên hông các bạn hãy thấy nè. Omni 50 Plus nghe ngoài trời nè, trong nhà nè, connect được với cái Omni 63 luôn. Rồi, mở hộp. Con này nói chung là mình cũng dùng bữa giờ để trải nghiệm thử rồi. Giờ mình sẽ mở hộp cho các bạn xem nhé. Mở hộp nha, do nó hơi bị cấn chút. Rồi. Thì cũng giống như bao cái loa Harman khác, thì khi mở hộp ra nó sẽ một cái miếng đen cái này, nó đựng phụ kiện ở trong này nha. Thì ở đây nó sẽ có một cái cục adapter của hàng Harman, giống như con Aura vậy đó. Và đây là cái hai cộng dây nguồn, một cộng á là sử dụng cho thị trường Mỹ hoặc là Việt Nam vân vân, và một thị trường là ba chân, tùy thị trường. Ngoài ra thì ở trong thùng này sẽ có cái loa nhân vật chính của chúng ta, và sẽ hướng dẫn hôm bữa mình khui mình chụp ở đâu rồi. Rồi, giờ mình sẽ bỏ cái loa này lên nhân vật chính nha. Rồi, mình phải mở từ cái loa này ra nha. Con này cũng khá là nặng, chắc khoảng 3kg nha các bạn. Gấp đôi con Omni. Con này giá cao, dòng cao cấp mà. Con này cũng khá là đẹp. Giờ mình xoay lại cái thùng cho nó đẹp. Đây là cái loa của chúng ta. Con Omni 50 Plus. Có thêm một chút hiệu ứng ánh sáng nữa. Nói chung là cái loa này về chất lượng âm thanh thì cũng rất là ok nha các bạn, rất là ok. Rồi, thì đây là cái logo của Harman Kardon. Đây là bằng kim loại và nhựa là nhựa nhám. Rồi, thì đây mình sẽ cầm cho các bạn xem. Thì cái nhựa này là mình nhựa sần rất là đẹp. Nhựa sần nhặt nhánh, thì ở trên phím ở trên này. Phím ở trên này thì đầu tiên là đây là cái nút mà để chúng ta chuyển đổi giữa xài wireless hay là xài Bluetooth, xài jack 3.5. Và cái bên là nút tăng giảm volume nè, giảm. Và sau nút này là nút nó sẽ hiện thông báo là màu xanh hoặc là màu đỏ theo tùy cái chức năng chúng ta dùng.
và đây nút tăng và nút là nút play hoặc nút power vậy thôi. Ở phía bên trong này thì cái loa này rất là dễ cầm nắm nha, các bạn đây tọt ra bạn cầm đi rất là tiện. Còn cái súp này á, nó làm nó không như hồi xưa là nó lòi ra mà nó làm thục vô trong để nó sẽ bảo vệ cái màn này sẽ tốt hơn. Thì cái hành cái bass cái súp này rất là bự nên hành trình đánh ra rất là tốt. Ở phía dưới đây là cái do là có tính năng chống nước nên nó sẽ có cái phần đậy lại cái chỗ sạc giống như hàng con gì ta, Google Play vậy đó. Đây thì đúng như cái ký hiệu các bạn thấy AWIS là cái lỗ để chúng ta cắm jack 3.5, là tiếp theo là cũng nguồn sạc, cũng nguồn sạc của nó là 19V 3.3A, và cái bên đây là cổng USB, mà USB này là để sạc nha các bạn, để sạc cho cái thiết bị khác. Và cái bên đây là có một cái công tắc nguồn. Đây là lần đầu tiên mình thấy một cái công tắc nguồn trên cái loa Omni. Rồi ở phía dưới đáy thì nó ghi những cái thông tin của Harman. Và cái đầu này là cái đầu hiện tại đây người ta sử dụng cái đầu rất là nhiều, cái đầu service này rất là nhiều đó, Omni 50 Plus các bạn hay thấy trên hình. Rồi đây cái mặt, bây giờ mình sẽ test mở lên và test con này thử cho mọi người xem nhé. Đây một cái đang do chạy lắm này. Giờ mình tút này, Omni 50 Plus sẽ để đây, ký hiệu của nó đã vô rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái test nhạc thử cho mọi người xem nha. Mức volume là 50% nha các bạn.
test loa đến đây thôi. Rồi thì đây là trên tay cái loa Omni 50 Plus thì các bạn suy nghĩ sao? Thì các bạn suy nghĩ sao con này với cái loa Harman Kardon khác, Aura hay là Goldline hoặc là Onyx BT, thì là một cái phân khúc mới của Harman. Cảm ơn người đã xem, cái like subscribe giúp mình nha.